Mến chào quý khách đang đến với khu du lịch Vinsan. Hiện tại chúng ta đang sắp bước vào một cuộc chiến vô cùng hấp dẫn. Và các thành viên của chúng ta đang rất là hào hứng cho cuộc thi ngày hôm nay. Và các chiến binh áo bà ba ngày hôm nay sẽ phải chiến đấu để bắt được những con cá tươi ngon nhất. Và xin được giới thiệu đến quý vị tour du lịch Tác Ao Bắt Cá, một trong những trải nghiệm thú vị mà quý vị không thể bỏ qua khi đến với khu du lịch Vinsan. Hiện tại thì hai đội đã sẵn sàng chưa? Vậy thì ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu. Để phương tiện thêm phần long trọng thì hai đội phải tiếp tục một cuộc chiến khác nữa, đó là treo thuyền húng bắt vịt. Và bây giờ mới là phần quan trọng, hai đội hướng chiến lợi phẩm của mình. Những con cá tươi ngon đây rồi. Hương vị mùi vịt nướng thật hấp dẫn. Còn gì thú vị hơn khi tự tay mình cho ra những cái bánh phọt thơm lừng. Giao tiệc thôi. Sau khi đã nạp lại năng lượng bằng bữa tiệc do chính mình tạo ra, và hai đội tiếp tục bước vào cuộc chui mới. Quý vị có bao giờ chơi với quả bóng khổng lồ này chưa? Vâng, chơi bóng chuyền với quả này thì còn gì thú vị hơn. Các bạn này chuẩn bị chơi trò gì đây? Thật khó khăn nhưng các bạn rất hào hứng. Đây là trò chơi có tên gọi chiếc vòng kỳ diệu. Còn đây là thử thách thực sự với trò chơi truy tìm kho báu. Hai đội phải tìm ra kho báu ẩn dưới lớp bột mì này và chỉ được dùng miệng, không dùng tay nha. 2, 3, 4, 5, 6. Còn đây là chiếc cầu khỉ, nhưng trước khi đi, bạn nhớ cất hết tài sản nhé. Bạn đã bao giờ chạy xe đạp trên con đường nhỏ như thế này chưa? Hãy thử nha. Ôi ơi, không xong rồi. Còn bạn này thì sao? Và được rồi, một thử thách thực sự. Ôi, chắc không lấy được quá. Cố lên nào. Ôi, lấy được rồi, một sự nỗ lực đáng khâm phục, phải không quý vị? Còn rất nhiều những hoạt động trò chơi hấp dẫn khác nữa, và bên cạnh đó là còn nhiều địa điểm tham quan thú vị mà Minh Thiện và Quỳnh Loan sẽ giới thiệu đến mọi người trong những clip sau. Quý khán giả quan tâm hãy đón theo dõi trên fanpage Vinsan và fanpage Truyền hình Hậu Giang, YouTube Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, cuộc sống thì luôn có những bộn bề lo toan. Mong rằng quý khán giả sẽ luôn dành thời gian cho gia đình, người thân và bạn bè của mình để cùng nhau chung đắp yêu thương. Và khu du lịch Vinsan sẽ luôn đồng hành cùng quý vị. Khu du lịch Vinsan, Cù Lao An Bình, đối diện cầu Mỹ Thuận. Điện thoại 02706 277 277, 0918 664 499 và 0901 274 858.